aconchego da areia. Ele dorme a noite inteira, não há o que duvidar. Ali é seu lugar. Eu não te impeço de chorar. Pode perguntar. Good morning mọi người. Tiên đã quay trở lại với một video mới. Và video ngày hôm nay sẽ là một video What I eat in a day. Tiên chưa bao giờ làm một cái video như thế này cả, cho nên Tiên quyết định làm đây sẽ show cho mọi người hôm nay Tiên ăn gì, uống gì, cũng như là cái cách mà Tiên ăn uống như thế nào để cho mọi người biết. Thường thì Tiên sẽ chia nhỏ những cái bữa ăn ra, chứ Tiên không ăn một bữa quá nhiều, tại vì Tiên bị bao tử. Cho nên là Tiên sẽ làm cái cách như vậy để giúp ích cho bao tử của Tiên, cũng như là giúp cho Tiên có được một cái vóc dáng ổn nhất có thể. Bây giờ thì Tiên sẽ xuống ăn sáng. Như mọi người thấy thì hôm nay Tiên sẽ ăn cơm tấm. Thường thường thì sẽ ăn sườn này, cũng không phải là sườn nên là thịt. Tiên rất là quan trọng buổi sáng, tại vì nó sẽ chung là mang lại được rất là nhiều năng lượng cho cả ngày. Nên là ăn sáng là rất là quan trọng, vì không bao giờ bỏ ăn sáng được. Sáng là Tiên ăn nhiều nhất, xong rồi buổi trưa thì cũng có ăn tinh bột. Tối thì thường thì không ăn tinh bột luôn. Yeah, mọi người cũng ăn sáng Tiên nha. Hôm nay là thứ bảy, thì thường thường mà thứ bảy thì Tiên khi mà Tiên ăn xong thì một là Tiên sẽ rảnh thì Tiên sẽ xem phim, hai là Tiên sẽ nếu mà không rảnh thì phải làm những cái project cho tuần sau, ví dụ như viết kịch bản, lên kịch bản cho video tuần sau. Tại vì ngày thường thì Tiên sẽ không có thời gian, vì Tiên có làm full time của công ty nên là sẽ không có thời gian mà làm những cái cho YouTube, cho nên là Tiên sẽ dành thời gian cuối tuần để Tiên làm. À, cái đầm này Tiên mới ra đó mình, cũng hot story, Tiên rất là thích luôn á. Nhìn lần sau cái detail. Đó, hoặc là trong những cái bữa cuối tuần này thì Tiên sẽ ngồi lại với các bạn nhân viên, ngồi lại các bạn designer để Tiên xem là các bộ sưu tập sắp tới nó đến đâu rồi, nó như thế nào rồi. Thì đó, Tiên một con người khá là làm việc khá là nhiều. Hầu hết là cũng để thời gian ra làm việc thôi, tại vì chắc là Tiên yêu thích công việc cho nên là Tiên dành thời gian khá là nhiều để làm việc. Mọi người nhớ uống nước thật nhiều. Tiên thì không phải là một người uống nước quá nhiều, cho nên là sau này Tiên có học được là uống nước nhiều rất là tốt cho cơ thể, cho nên là Tiên uống nhiều là đẹp da nữa mọi người. Cho nên là mọi người nhớ uống nước một ngày phải 1-2 lít nha. Nhớ nha. Ok, bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu làm việc thôi nha. Và hẹn gặp lại mọi người buổi trưa nay. Tiên sẽ bật mí cho mọi người là trưa nay sẽ ăn gì. Trưa hôm nay Tiên sẽ ăn cơm với trứng. Cơm chiên. Cơm chiên. Trứng hấp. Đây mọi người, trứng. Cơm chiên khá là đạm bạc. Và canh, cải. Và kim chi. Và dưa leo. Yeah. Bây giờ là đến buổi snack thì Tiên sẽ ăn bánh mì cùng với lại cá hồi xong khỏi. Thường buổi chiều 3-4 giờ là bắt đầu đói, mọi người sẽ phải ăn. Không là không chịu được. Tiên sẽ ăn rất là nhiều bữa nhỏ như vậy. Một bữa sẽ không ăn quá nhiều. Bánh mì.
này còn thiếu bơ mọi người, nhưng mà nhà hết bơ mất rồi. Tiêu. Sao? Giòn hơn, cứng hơn, heavy là tươi.